tao uống dừa nè. Có hút kìa, thôi mà phải qua là mình ở chỗ nào em? Chỗ đó chỗ nào? Mình tên thơm. Nhưng mà có cái anh không thể biết được. Anh cũng không thấy được. Rồi, không biết. Vừa uống là bao ngọt luôn. Vừa bao ngọt luôn. Kẹp thì không bao nhưng ngọt thì bao. Đây thì nó xấu rồi, nó không có đẹp. Một ngày mình chặt một người chặt khoảng bao nhiêu trái dừa chứ biết vậy? Thảo đi nhiều thêm chút nữa mới mở mang tầm mắt.